Xin chào mọi người. Còn ai còn thức không ạ? Chúng ta phải đến với tập một tập ngắn nữa của bộ truyện Thôi Thiên Chỉ Đạo nhé. Tập số không nhớ nữa. Tập số 79. Hãy đừng quên cho Phong một like để động viên tinh thần MC nhé. Bây giờ xin mời các bạn vào nghe tập truyện một tập ngắn nhé. Tuy lúc trước Phù Diêu Cung cho Thanh Điểu Trưởng Lão và Tiếu Sơn Hà huyền quyết chỉ rõ kim đan đại đạo, nhưng không cho tài nguyên, có một ít đồ vật cần thiết vẫn để bọn họ tự mình đi sưu tập. Mà Thanh Điểu Trưởng Lão ở trước khi huyền vực mở ra không lâu, có ý muốn gả Hứa Đinh Vân cho một tu sĩ hơn 200 tuổi làm thiếp, đổi lấy một cây linh dược hiếm thấy. Sau đó huyền vực mở ra, Hứa Đinh Vân chủ động nêu lại ý kiến, muốn tiến vào huyền vực giúp sư tôn thu cơ duyên. Thanh Điểu Trưởng Lão biết, kể từ lúc đó Hứa Đinh Vân đã có tử trí, chỉ có điều nàng cũng tham cơ duyên trong huyền vực, lại biết lấy tính tình của Hứa Đinh Vân, cho dù chết cũng sẽ liều mạng giúp mình cướp đoạt cơ duyên, liền tạm hoãn tính toán đó, đi cầu Bạch Long Môn đưa Hứa Đinh Vân vào huyền vực. Chuyện này tự nhiên làm thầy cho các nàng xuất hiện kẽ nứt rất lớn. Lúc ấy Thanh Điểu nhớ tới tiểu tử kia và Hứa Đinh Vân quan hệ không tệ, ở trong huyền vực càng có tin tức nói Hứa Đinh Vân không tiếc thấy thân mạo hiểm bảo vệ tiểu tử kia. Trong lòng của Thanh Điểu càng kinh hoàng, chỉ sợ Phương Hành sẽ bởi vì Hứa Đinh Vân mà đến trả thù nàng. Đương nhiên thì cũng là nàng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, nàng thậm chí không biết Hứa Đinh Vân căn bản không có nói cho Phương Hành chuyện này. Hơn nữa trước khi rời Nam Chiêm Bộ Châu, Hứa Đinh Vân đã từng chuẩn bị cho nàng tạ lễ, chỉ là bởi vì tặc phỉ áo xanh còn chưa rời huyền vực nên nàng không có cơ hội truyền tin tức cho Thanh Điểu mà thôi. Tất cả những thứ này cũng chỉ là Thanh Điểu là một mình đoán mò. Sẽ không, tiểu tử này dám to gan chọc giận hoàng phủ ra, nhất định khó thoát khỏi cái chết. Sau khi bị Tiếu Sơn Hào vạch trần tâm tư, Thanh Điểu lạnh lùng nói, mạnh mẽ chắc chắn nhận định Phương Hành hẳn là phải chết. Nhưng Tiếu Sơn Hào lại cười gằn, lúc ở trước mặt hai người chúng ta, hắn bất quá là một run rế linh động cảnh, chúng ta cũng cho hắn hẳn là phải chết. Nhưng kết quả như thế nào? Mới mấy năm thôi, hắn đã trở thành tồn tại ngay cả chúng ta nghĩ tới cũng cảm thấy run sợ. Huống chi năm đó hắn ở dưới mí mắt của chúng ta chạy trốn, bây giờ hoàng phủ ra ngay cả hắn cũng ở đâu cũng không biết. Ngươi làm sao dám kết luận hắn sẽ chết? Vạn nhất hắn tìm một vị trí an toàn, trốn vài chục năm tu luyện, ai có thể làm gì được hắn? Trong mắt Thanh Điểu lấp lóe vài vẻ độc ác, điềm nhiên nói, ngươi nói những chuyện này có mục đích gì? Tiếu Sơn Hà cười ha ha, cuối cùng tiếng cười thu lại, điềm nhiên nói, lần này tiểu ma đầu kia nhất định phải chết, nếu hắn không chết sẽ là chúng ta, cái gì kim đan đại đạo đều sẽ hóa thành mây khói tiêu tan. Huống chi hoàng phủ gia vì giết tiểu ma đầu này có thể nói ra hết vốn liếng, nội dung của pháp chỉ kia người cũng nhìn đấy, nếu như đạt được ban thưởng thì lo gì không thành kim đan. Thanh Điểu nghe được hai chữ ban thưởng, bòn mắt cũng sáng ngời, nhưng qua một lát lại có chút ủ rũ nói, nhưng chúng ta cũng không giúp được cái gì, năm đó tiểu tử kia yếu như vậy chúng ta cũng không bắt được hắn, bây giờ hắn đã thành công trúc cơ, hắn đã nổi danh hùng hãn, hai người chúng ta một cách tu đan pháp, một tu trận pháp, còn nắm chắc bao gì bắt được hắn chứ? Tiếu Sơn Hà nghe vậy cười hằn nói, ai nói muốn đích thân bắt hắn, chỉ cần nói cho hoàng phủ ra nên làm sao tìm được hắn là được. Thanh Điểu ngẩn ra, quay đầu nhìn đối phương. Tiếu Sơn Hà cười gằn, lạnh giọng nói, tiểu tử kia tứ cố vô thân, nếu nói có một người có khả năng ép hắn đi ra. Thanh Điểu lấy rõ dụng ý của Tiếu Sơn Hà, không khỏi cảm giác rét run. Thời điểm trên dưới Thanh Vân Tông đều đang bàn luận Phương Hành, hắn lại đang ở trong Thập Vạn Đại Sơn. Quãng thời gian này hắn và Kim Ô căn bản không có đi về phía thành trấn, mà đi khắp Thập Vạn Đại Sơn, một là tránh hỏa, hai là tìm kiếm một ít linh thạch phân tán ở trong núi lớn. Thiên địa có linh khí, cũng có một ít địa vực đặc thù tàng phong tụ khí, ẩn chứa lực lượng lớn linh khí, mà loại địa vực này được xưng là linh mạch. Trong linh mạch khai thác ra ngọc thạch chính là linh thạch. Ở trong giới tu hành, có một ít tu sĩ quanh năm ở trong Thâm Sơn Đại Xuyên tìm kiếm những linh thạch không có người phát hiện, sau đó khai thác linh thạch. Mà Phương Hành ở trong núi lớn này tự nhiên cũng không phải là đi đào những linh thạch thấp kém kia. Bất quá hắn đúng là đang tìm kiếm linh mạch, nhưng mục đích của hắn là khi tìm thấy linh mạch sẽ trực tiếp hút sạch. Linh khí dài khắp thiên địa, chỉ có linh mạch mới lưu trữ được linh khí. Tu sĩ chỉ có thể thông qua
thổ tức hoặc là rút lấy linh khí trong linh mạch tu hành. Sự tình muốn trực tiếp hút sạch linh khí thì có nghe thì cũng nghe từng nghe nói, chỉ là trong cơ thể của Phương Hành có cửu cửu phản thần đan, việc này đã biến thành có khả năng trực tiếp dùng linh mạch để tu hành. Chỉ là tìm kiếm linh mạch cũng không phải là chuyện đơn giản, cần thông hiểu trận pháp mới có thể biện sơn hà tìm linh mạch. Bản thân linh mạch tương đương với tụ linh trận hình thành tự nhiên ở trong thiên địa, điểm này Phương Hành có âm dương thần ma giám cũng không có tác dụng. Nhưng Kim Ô mạnh hơn Phương Hành rất nhiều, nó vốn có trình độ trận pháp rất cao. Thông qua nhận biết xu thế sơn hà, đạo lý âm dương, quãng thời gian này ngược lại cũng tìm được hai mảnh linh mạch nhỏ. Chỉ có điều linh mạch thượng đẳng không phải là dễ tìm như vậy. Hai linh mạch kia cực kỳ kém cỏi, một linh mạch có thể đào ra vài viên linh thạch hạ phẩm, một linh mạch khác lại vừa mới hình thành không lâu, còn chưa hình thành linh thạch. Một ngọn núi đá màu đỏ thẫm, trên vách núi có một long ảnh như ẩn như hiện, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể phá bích bay ra. Mà ở xung quanh núi đá bày xuống trận kỳ đều là vì phòng ngừa linh khí lan tràn. Phương Hành đứng ở trên một đóa hắc vân canh giữ trước núi đá, thầm vận tâm pháp, ngưng thần thổ tức. Trong cơ thể hắn phảng phất như có một loại xoáy khủng bố, theo hơi thở quán phun ra nuốt vào, xích long trên vách núi dần dần ảm đạm, cuối cùng chậm rãi biến mất, phảng phất như là chưa từng xuất hiện qua. Phương Hành thu lại huyền công, khoanh chân ngồi trên mặt đất, chậm rãi luyện hóa linh khí trong cơ thể, hóa thành tu vi của mình. Loại thủ đoạn tu luyện này đã không phải người tu hành bình thường có thể tưởng tượng, nếu nhất định phải hình dung, đã có thể nói là thủ đoạn của tiên nhân. Hey, linh thạch được xưng là tổ long, trong truyền thuyết con rồng đầu tiên là do linh bạch biến hóa thành, cho nên người phàm tục coi linh bạch là long mạch. Tuy này không phải là long mạch màu tím, chỉ là một linh mạch màu đỏ hạ phẩm, linh khí bạc nhược, nhưng cũng là linh mạch mà, lại bị tên khốn kiếp kia trực tiếp nuốt, này chẳng phải là tương đương với ăn một con rồng? Cách đó không xa, Kim Ô càng xem càng tặc lưỡi, đồng thời đau lòng. Nếu cho ta một viên kim đan thật tốt. Bất quá thời điểm trong lòng nó xoắn xuýt, chỉ thấy trên bầu trời có một con chim màu đỏ bay tới, quanh quẩn ở trên không trung. Kim Ô vừa thấy hơi run run, thôi thúc thú vương đỉnh ở trong cơ thể tỏa ra một đạo khí tức kỳ dị. Con chim màu đỏ lập tức cảm ứng, cúi người bay xuống ném cho Kim Ô một thẻ ngọc. Kim Ô cầm thẻ ngọc tinh tế cảm ứng, ánh mắt nhất thời thay đổi, lo lắng nhìn Phương Hành, không biết có nên gọi hắn hay không. Xong, xảy ra việc lớn rồi. Loại chim này là bách thú tông thuần hóa, chuyên môn dùng để lan truyền tin tức. Phương Hành và Kim Ô ở trong thâm sơn này tránh hỏa, đồng thời tìm kiếm linh mạch để cho Phương Hành tu luyện. Nếu như không biết một chút tin tức ngoại giới, tự nhiên sẽ không thích hợp, nên bảo bách thú tông ứng sư hống giúp bọn họ nhìn chằm chằm, có tin tức gì quan trọng thì lợi dụng hồng tước mà truyền tin. Trong cơ thể của Kim Ô nắm giữ thú vương đỉnh của bách thú tông, kia là một huyền khí cấp thấp có thể khống chế yêu thú. Vốn bởi vì sự tình nó trộm thú vương đỉnh, bách thú tông và nó hầu như là không chết không thôi. Nhưng sau đó nó mượn thế của Phương Hành, ứng sư hống không dám dị nghị, thú vương đỉnh cũng thuận lý thành trương thành đồ vật của nó, có thể dùng khí tức của đỉnh kia dẫn hồng tước tới đây. Vừa nhìn tin tức trên ngọc giản, Kim Ô biến sắc, trong lòng biết phiền toái lớn đến rồi. Lúc này nó thậm chí có ý nghĩ phải giấu thẻ ngọc đi, không cho Phương Hành nhìn thấy. Bất quá trầm tư một lúc, cuối cùng bỏ đi ý niệm này. Có một nén hương thời gian, Phương Hành đã điều tức xong, đám mây bay tới, Kim Ô nén thẻ ngọc cho hắn nói: xảy ra phiền phức, có đi muốn cứu hay không, nghe ngươi lựa chọn. Phương Hành tiếp thẻ ngọc, nhíu mày, thần thức dò xét. Vốn hắn không quá để ý, dưới cái nhìn của hắn thực không có phiền toái gì có thể xưng lớn. Chỉ có điều sau khi xem nội dung trong ngọc giản, cả người hắn như bị sét đánh. Hoàng phủ gia, các ngươi là muốn tiêu cùng với tiểu gia chơi tới cùng sao? Trên mặt Phương Hành lướt qua vẻ tàn nhẫn. Đùng một tiếng, thẻ ngọc bị hắn bóp nát. Nội dung trong ngọc giản để hắn cực kỳ phẫn nộ, một lửa giận trước này chưa từng có ở đáy lòng hắn bốc lên. Hắn không nghĩ tới vì ép mình hiện thân, hoàng phủ gia lại làm ra chuyện như vậy. Tin tức trong ngọc giản rất đơn giản: trưởng lão Thiết Như Cuồng lúc ở hoàng phủ gia tới Thanh Vân Tông điều tra nội tình của tiểu ma đầu Phương Hành, y muốn bao che, lại ở thời điểm gia tướng của hoàng phủ gia ra tay lục bắt, không phục quản chế, phản kháng đánh giết một người, cho nên chịu tội tru thân phạt hồn ở trên chủ phong Thanh Vân Tông lập lên đài, giờ thời gian kéo dài 3 tháng. Hình phạt tru thân phạt hồn này
chính là chỉ pháp kiếm chủ thần. Thần lôi phạt hồn, mỗi ngày đều có ba đạo thần lôi đánh xuống, ba đạo pháp kiếm đâm thân, thời gian kéo dài 3 tháng, có thể nói là muốn sống không được mà muốn chết không xong. Ngắn ngắn mấy ngày, tin tức này truyền khắp Nam Chiêm Bộ Châu, hiển nhiên là có người cố ý thúc đẩy. Phương Hành nhìn thấy tin tức này, quả thực là hận đến nghiến răng, huyết sôi sùng sục. Cái gì muốn bao che, cái gì không phục quản chế. Thiết Như Quần đã sớm thoái ẩn, sẽ sao sẽ phải đụng phải Hoàng Phủ Gia ở Thanh Vân Tông. Huống hồ coi như có đụng phải, Thiết Như Quần cũng đâu có gốc, sao lại phải phản kháng đối phó người của Hoàng Phủ Gia. Còn chu thân phạt hồn, càng là hình phạt vô nhân đạo nhất trong giới tu hành. Lấy lôi kích hồn, lấy điểm lấy kiếm phế thân. Hình phạt qua đi, bất luận tu vi của tu sĩ có cao bao nhiêu, thần hồn cũng sẽ tiêu diệt, thân thể thành tro. Loại hình phạt này bởi vì quá mức tàn nhẫn đã bị giới tu hành bãi bỏ. Kia là đối phó tà ma mới sẽ dùng. Thiết Như Quần không tránh với đời, vì sao lại phải bị loại hình phạt này? Oanh một tiếng, Phương Hành giận dữ, đột nhiên một quyền đập về phía vách núi. Núi đá cứng rắn bị hắn đập một cái hố to chu vi 10 trượng, đá vụn rì rào rơi xuống, bụi mù nổi lên bốn phía, tràn ngập đến giữa không trung. Thế nhân đều biết ta đã phản Thanh Vân Tông, ở bên ngoài ta và Thiết Như Quần quan hệ rất sớm đã chặt đứt, Hoàng Phủ Gia làm sao biết lợi dụng hắn để buộc ta hiện thân. Trong bụi mù, thanh âm của Phương Hành lạnh lẽo tàn khốc. Tất nhiên là có người trong Thanh Vân Tông bật báo mới có thể làm Hoàng Phủ Gia biết được tin tức này. Nhìn dáng dấp, Tiểu Gia phải áo gấm về nhà một chuyến rồi. Phải về sao? Kim Mô lo lắng mở miệng. Phương Hành không chút nghĩ ngợi, ánh mắt lạnh lẽo nói: Về. Kim Mô chần chờ nói: Nhưng Hoàng Phủ Gia khẳng định đã bày xuống thiên la địa võng ở Thanh Vân Tông, chỉ chờ ngươi hiện thân. Phương Hành nói: Ở bên ngoài Hoàn Huyền Vực, không phải bọn họ cũng bày xuống thiên la địa võng sao? Kim Ô không nói lời nào, chỉ biết lúc này Phương Hành đã thu hồi khuôn mặt tươi cười, có thể thấy được trong lòng đối phương rất giận dữ. Lần này đi, nếu không phải là tiểu ma đầu chết bỏ mình, thì chính là Thanh Vân Tông rơi vào thảm sát. Trong đó nguy hiểm khó có thể dùng lời để diễn tả, ngay cả nó cũng không dễ dàng toàn thân trở ra, nói không chắc sẽ cùng với tiểu ma đầu chết ở Thanh Vân Tông. Thấy Kim Ô trầm mặc, Phương Hành cười mắng: Nếu ngươi không đi, Tiểu Gia cũng sẽ không làm khó dễ ngươi. Lời này có chút lạnh lùng, trong lòng Kim Ô tự nhiên là rõ ràng, nếu nó không muốn đi, Phương Hành sẽ không làm khó nó. Nhưng giao tình giữa hai người cũng chấm dứt ở đây, tiểu ma đầu kia không có thói quen suy nghĩ thay người khác. Sau khi suy nghĩ, Kim Ô thở dài mắng: Nếu Kim Gia không đi, coi như là ngươi cứu người cũng chạy thoát được sao? Phương Hành nghe xong lời này, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, còng ngón tay búng một cái, một hạt sen bay về phía Kim Ô: Cho ngươi. Hạt sen kia chính là hạt huyết điên tử cuối cùng trên tay Phương Hành. Lúc trước ở trong Thanh Khâu Phần, Phương Hành lấy xuống một đài sen, bên trong có 7 hạt huyết điên tử, trong đó có một hạt Phương Hành ở cho nữ oa ở trong ao, còn lại 6 hạt thì cùng với Kim Ô mỗi người 3 hạt, hắn dùng 2 hạt. Này là hạt cuối cùng mà 3 hạt của Kim Ô đều dùng ở trong huyền vực, hóa thành vật bổ dưỡng rèn luyện yêu khu. Đối với Kim Ô, loại huyết liên tử này cực kỳ quý giá, mỗi một hạt đều có thể làm thực lực của nó bay tăng vọt. Nhưng Phương Hành chỉ có 1 hạt, phải giữ lại chuẩn bị bất cứ tình huống nào, cho nên không cho nó. Bất quá đến lúc này, thấy Kim Ô chịu theo mình mạo hiểm như vậy, lúc này mới lấy ra hạt sen cuối cùng cho Kim Ô coi như thủ lao. Bất quá Kim Ô ném trở về, nghiêm mặt nói: Người nghĩ Kim Gia ta là vì cái hạt sen kia mới cùng ngươi đi sao? Quá coi thường ta rồi. Kim Gia thật vất vả mới nghĩa khí chịu một lần, nhất định phải để tiểu hỗn đản ngươi nhớ kỹ mới được. Hạt sen kia không trả nổi phần ân tình này đâu, giữ lại cho lão gia hỏa kia đi. Phương Hành nghe vậy liền nhận trở về, trong lòng biết bây giờ Thiết Như Quần đã chịu không biết bao nhiêu khổ sở, lưu lại hạt sen cho sư phụ chữa thương cũng tốt. Lão Kim, coi như ta nợ ngươi một nhân tình. Phương Hành cất giọng nói, sau đó nhảy lên lưng Kim Ô, một người một quả không dám trì hoãn, tranh thủ thời gian đi về. Thập vạn đại sơn này, năm đó Phương Hành vượt qua một lần, dùng tới 10 ngày, nhưng bây giờ thực lực Kim Ô tăng mạnh, yêu khu mạnh mẽ đến khó có thể tưởng tượng, tốc độ cũng thuận theo tăng lên gấp 10 lần. Lần thứ hai vượt qua sẽ không cần dùng tới thời gian dài như vậy. Mà trên lưng của Kim Ô, Phương Hành cũng ngưng thần tĩnh khí, tinh tế cân nhắc. Lần này đột biến thực vượt quá tưởng tượng quán. Hắn vốn đã ngờ tới
Hoàng phủ gia nhất định sẽ tìm hắn gây sự, dùng hết tất cả biện pháp ép hắn hiện thân. Chỉ là hắn không sợ, Đại Tuyết Sơn ngũ tổ đều là kim đan cảnh vang danh sở vực, 5 người hợp lực, thực lực mạnh mẽ. Hơn nữa bọn hắn đã chia mình và Phương Tiểu Kiều thành 2 người, không ai có thể nhắm vào được nữa. Mà những người khác đáng giá hắn quan tâm không phải là nhiều. Bạch Thiên Trượng bị Tiểu Nhục đại sư mang đi, Hứa Đình Vân thì giao cho Tặc Phỉ Áo Xanh. Hoàng phủ gia mạnh nữa thì cũng không dám tìm hai người kia phiền phức. Phương Hành vốn tưởng rằng mình đã mừng rỡ tiểu giao, Hoàng phủ gia không cách nào có thể uy hiếp mình nữa, lại không nghĩ rằng bọn họ lại tìm tới trên đầu của Thiết Như Quang. Nhắc tới cũng phải, thiên hạ chúng sinh có thể cưỡng bức được mình cũng chỉ có Thiết lão đầu kia thôi. Dù sao đối phương có ân với mình, ân này còn chưa báo đáp được, mình cuối cùng vẫn còn quá non. Phương Hành nghĩ như vậy, vốn tưởng mình có thể không để ai vào mắt, có thể một người tiêu dao, người đánh thắng được thì bắt nạt, người không đánh lại được thì bỏ chạy, dù sao ai cũng không làm gì được mình. Lại không nghĩ tới mình còn không được tự tại ở như trong tưởng tượng. Lấy thực lực của Hoàng phủ ra, chung quy vẫn tìm được người có thể cưỡng bức mình, hoặc nói là uy hiếp mình. Lần này đi, đến cùng đã giải quyết vấn đề này như thế nào? Phương Hành trầm ngâm, ép buộc mình tỉnh táo, tính toán năng lực của mình và nguy cơ sắp đối mặt. Hắn hôm nay sau khi thu nạp mấy linh mạch, cho dù chỉ là linh mạch hạ phẩm, nhưng hàm lượng tinh khí ở trong đó không phải là linh thạch có thể so sánh. Linh khí bàng bạc kia đủ để tu vi quán tăng lên tới trúc cơ tầng 6, cũng chính là trúc cơ trung kỳ đỉnh phong. Cộng thêm đạo cơ quán ở dưới tam muội chân hỏa luyện hóa, tử sắc tăng dần, mơ hồ có xu thế tăng đến màu tím trung phẩm. Dưới loại trạng thái này, linh được quán bàng bạc, dù đụng phải trúc cơ hậu kỳ cũng dám cứng đối cứng. Chỉ có điều, coi như có thực lực như vậy, đối mặt với Hoàng phủ gia mắt nhìn chằm chằm, hắn cũng không dám khinh thường. Coi như mình có thể liều mạng với trúc cơ hậu kỳ, nhưng nếu đụng phải kim đan cảnh thì sao? Coi như không đụng phải kim đan cảnh, nếu đụng phải đệ tử Hoàng phủ gia tay cầm vạn linh kỳ chân chính thì sao? Có pháp bảo cùng không có pháp bảo, hoặc nói có thần khí chân chính cùng chỉ có huyền khí, cả hai khác biệt là rất lớn. Chỉ hơi mất tập trung, đừng nói là trừ trong tay của Hoàng phủ gia cứu người, thậm chí Phương Hành lo lắng mình cũng sẽ bị góp vào. Cũng chính bởi vì vậy, hiện tại Phương Hành càng cần nhiều thủ đoạn chém giết để phát huy toàn bộ tu vi của mình. Vạn linh kỳ vẫn ở trong tay, dựa vào vài lần đại chiến tích lũy không ít huyết tế, có thể phát huy lực lượng không tệ. Mà thần thông âm dương đại ma bản mình cũng đã nắm giữ thuần thục, một khi ra tay tất nhiên bất phàm. Cộng thêm hắn ở trong huyền vực bán đấu giá kiếm thai, cũng đổi lấy không ít thứ tốt. Ngoại trừ linh dược dị quả không nói, cũng có một chút binh khí tàn tạ. Những binh khí này đều có uy lực bất phàm, chỉ là đa số là tàn tạ không thể tả, như ở trong một đại chiến bị người đánh nát. Bất quá Phương Hành cẩn thận chọn một phen thì cũng có không ít thứ dùng được. Những thứ này dùng đạo cơ màu tím trung phẩm, Phương Hành thực sự dám liều mạng với bất kỳ trúc cơ cảnh nào. Chỉ có điều hắn đối mặt dù sao cũng là Hoàng phủ gia, những thứ này còn chưa đủ, hắn càng cần nhiều thần thông chém giết mạnh mẽ hơn. Ôm loại ý nghĩ này, đột nhiên trong lòng Phương Hành khẽ động, nghĩ đến một tồn tại. Hắn hít một hơi, chìm vào trong thức hải, chân linh hơi động, đã ở trong thức hải xuyên qua không biết mấy vạn dặm, đi tới trước đoàn sương mù mông lung trôi nổi giữa không trung. Này, thanh phá kiếm vừa đen vừa xấu kia, tiểu gia gặp phải phiền phức, đi ra nhờ một chút đi. Thần thức của Phương Hành chấn động, nhìn về phía sương mù nói, mục tiêu chính là kiếm thai màu đen. Kiếm thai bị người truyền vô cùng kỳ diệu, nói nếu nói hy vọng giải quyết khốn cục quán, đại khái cũng chỉ có nó. Ở trong kiếm trùng, Phương Hành đã cảm giác được kiếm thai kia khí thế bất phàm, chỉ ít cũng không thua năm thanh kiếm thai cung phụng trong cung điện. Chỉ là khí tức thô bạo quỷ dị, vì đã đó Phương Hành mới không dám tùy tiện dung hợp. Đương nhiên sau đó bị nó mạnh mẽ dung hợp, vậy cũng không thể làm gì khác hơn là nhận mệnh. Ngày sau con đường tu hành của mình kỳ thực đã không thể tránh khỏi phải cùng với thanh kiếm thai này cộng sinh. Đã như vậy, sao không sớm hóa giải, tiện thể mượn lực lượng của nó. Kiếm thai có linh, được tu sĩ ôn dưỡng, có thể mượn lực lượng của tu sĩ trưởng thành. Mà ở trong kiếm thai, trừ lực lượng của thân nó, còn có thượng cổ phi kiếm thuật đã thất truyền, được giết, được xưng giết người ngoài ngàn dặm, nếu không động tâm đó mới gọi là quái. Mà theo lý thuyết, phương pháp lĩnh ngộ loại thương cổ phi kiếm này kỳ thực rất đơn giản. Kiếm thai huyền diệu là ở chỗ này,
bởi vì kiếm thai chính là linh tính do phi kiếm dựng dục ra. Vì lẽ đó bản thân nó đã có thần thông tu luyện thượng cổ phi kiếm. Nói trắng ra, chỉ cần câu thông với kiếm thai, lại trải qua tu luyện và phù hợp, thượng cổ phi kiếm thuật tự nhiên sẽ thành. Chỉ có điều thanh kiếm thai màu đen kia của Phương Hành có chút quỷ dị. Sau khi tiến vào thức hải thì trực tiếp bay vào khu vực sương mù, mãi đến hiện tại còn không chịu giao lưu với Phương Hành, lười biếng như là con cá trạch ở trong bể nước. Phương Hành đã từng thử câu thông mấy lần nhưng nó không nói tiếng nào, một tia thần niệm cũng không đáp lại, tựa hồ vẫn đang ngủ say. Nếu như là bình thường hắn cũng không thèm để ý, nhưng bây giờ sắp phải đối mặt với nguy hiểm, Phương Hành không chờ được nữa. Kiếm thai màu đen, đi ra cùng với tiểu gia nói chuyện phiếm đi. Trần Đình đứng bên ngoài khu vực sương mù, Phương Hành thôi thúc thần thức kêu gào. Hắn cũng học thông minh, hiện tại không dám tùy tiện xông vào khu vực sương mù, nếu không sẽ bị sương mù đánh về hiện thực. Bất quá thần niệm truyền vào khu vực này lại như là đá chìm đáy biển, không có chút phản ứng. Phương Hành đợi một lát, lại không cam lòng kêu gào: thanh kiếm xấu xí kia, đi ra cho tiểu gia! Vẫn không có động tĩnh, trong sương mù một mảnh vắng lặng. Lúc này Phương Hành cũng giận, trực tiếp mắng lên: còn mẹ nhà ngươi, cái giá của ngươi còn rất lớn nhỉ. Đồ vật tiến vào thức hải của ta, không ai không làm việc. Âm dương thần ma giám, tam bội chân hỏa, cái nào mà không phải nghe ta gọi chạy đấy. Ngay cả ánh kiếm kia cũng đã giúp tiểu gia một lần, ngươi lại dám kiêu ngạo sao? Chờ ngày nào đó tu vi tiểu gia cao lên, sẽ đuổi ngươi ra ngoài. Theo thần niệm quán truyền vào khu vực sương mù, vẫn không có động tĩnh gì. Bất quá sương mù lại phun trào, tựa hồ bên trong biến hóa, lúc ẩn lúc hiện. Phương Hành cảm giác giống như là có tồn tại nào đó đang tức giận. Trong lòng hắn biết có hy vọng, vì vậy mắng càng lớn tiếng: thanh kiếm xấu xí kia, mạnh mẽ dung hợp với ta, lại không chịu truyền cho ta thương cổ phi kiếm, cũng không chịu nghe ta điều khiển. Phải biết là tiểu gia cứu ngươi từ trong kiếm trùng đi ra, còn mẹ nhà ngươi, có thể có chút thương tâm hay không? Ta nói cho ngươi biết, hiện tại tiểu gia muốn đi làm một sự tình cực kỳ nguy hiểm, đến thời điểm đó nếu như ta chết, ngươi ở trong thức hải của ta cũng sẽ không yên lành đâu. Sương mù đột nhiên ầm một tiếng, giống như là lôi kích, một đạo thần niệm mãnh liệt bay ra. Phương Hành đã sớm chuẩn bị tâm lý, vèo một tiếng chạy mất, chạy thật xa, cẩn thận đánh giá biến cố trong sương mù. Bất quá để hắn thở phào nhẹ nhõm là không phải kiếm thai ở trong sương mù bị hắn chọc tức giận, muốn đi ra so chiêu với hắn, tàn mát ra kỳ thực chỉ là một đạo thần niệm trôi nổi trong thức hải, hóa thành một đoàn ánh sáng màu đen nửa trong suốt, cũng không có bất kỳ sát khí nào. Cùng lúc đó, trong sương mù truyền ra một đạo thần niệm, hóa thành âm thanh thượng cổ xa xăm: nếu như không có bản lĩnh, lại liều mạng đi chống đỡ cường địch kia, không phải anh hùng, chỉ là kẻ ngu xuẩn. Nếu như ngươi đi, không ai cản ngươi, ta cho ngươi công pháp này, tự mình tìm hiểu. Nếu như không tu luyện được trước nguyên anh, không nên tới tìm ta. Hả? Không phải ngươi nên bị ta điều khiển sao? Phương Hành cảnh giác nhìn khu vực sương mù, cao giọng kêu lên. Hắc kiếm trong sương mù rất không để mặt mũi. Bằng tài nghệ của ngươi bây giờ, có tư cách gì điều khiển ta? Tuyền chọn ngươi chỉ là muốn tìm một cái hộp kiếm tốt mà thôi. Lấy công pháp kia rồi cút đi, không có chuyện gì thì không nên quấy rầy nhiễu ta. Sau khi dứt lời, âm thanh tan biến, không có một tiếng động nào nữa. Phương Hành lại gọi một lúc, lúc thì muốn đàm phán với nó, lúc thì muốn khiêu chiến với nó, kết quả hắc kiếm trực tiếp làm người cầm. Bất kể thế nào, trận mắng này vẫn có chỗ tốt. Phương Hành thở dài, mặc dù không cách nào có thể điều khiển hắc kiếm, bất quá cũng bước ra một chút đồ vật. Trần Linh cẩn thận từng đi từng tí dò xét ánh sáng màu đen kia, phát hiện không có tình huống khác thường gì, mới thoáng yên tâm. Lại nghĩ hắc kiếm lựa chọn mình làm hộp kiếm, tự nhiên không có đạo lý tùy tiện hủy hộp kiếm này rồi, nên hạ quyết tâm há miệng nuốt ánh sáng kia, lập tức có đạo đạo pháp quyết huyền ảo lưu truyền ở trong đầu. Phương Hành suy nghĩ một lát, cuối cùng ghi nhớ khẩu quyết rõ ràng. Không giống hắn tưởng tượng, công pháp này hoàn toàn không phải là pháp môn ngự kiếm, thậm chí không tính là pháp thuật, mà tất cả đều là điều động linh lực, ẩn nấp thân hình, xê dịch biến hóa. Nếu muốn tìm một lời giải thích thích hợp, này rõ ràng là một pháp môn chuyên chế tạo riêng cho chiến tu, có chút tương tự với võ kỹ phàm tục. Còn nữa, pháp môn này không có tên, cũng không ghi rõ cấp bậc, khó có thể phán đoán ưu khuyết. Phương Hành nhìn một hồi, có chút không cam lòng, lại nhìn về sương mù kêu to: nghĩ tiểu gia dễ lừa như vậy sao? Đã nói thượng cổ phi kiếm thuật rồi, người mau giao cho ta, đã không thì đừng có ở lại trong thức hải của ta. Đang muốn mắng vài câu cho đòi chỗ tốt, lại nghĩ rằng
Lần này hắc kiếm không có muốn phí lời, sương mù như sóng chiều vỗ tới, trực tiếp đánh Trần Linh bay về phía đạo tháp. Còn hắn thì giật mình tỉnh lại, không khỏi cực kỳ tức giận, oán hận mắng: tên khốn kiếp này, cái giá còn lớn hơn ta, coi mình là đại gia sao? Kim Ô chở Phương Hành phi hành ở trong không trung, không có chút nghĩ tới Phương Hành chìm vào trong thức hải. Vừa nghe tiếng quát tháo như thế thì nhất thời sợ hết hồn, quay đầu lại mắng: làm ta giật hết cả mình, ngươi mắng ai đây? Phương Hành nói: mắng một tên gia hỏa khốn kiếp, kiếm thai của ngươi hiện tại thế nào rồi? Kim Ô nói: vừa mới bắt đầu tiếp xúc thôi, bồi dưỡng cảm tình, ngươi hỏi cái này làm gì? Phương Hành nghe xong rất buồn bực, nghĩ thầm vì sao kiếm thai của tiểu gia khó chơi như thế. Hắn vốn muốn bước ngoặt nguy hiểm này, hàng phục kiếm thai màu đen, tăng lên một trợ lực, lại không nghĩ rằng kiếm thai màu đen không có để ý, không thể làm gì khác hơn là trước nghiên cứu công pháp của nó cho mình. Công pháp vô danh này chú ý xê dịch biến hóa, thiếp thần cận chiến cũng hợp khẩu vị của hắn. Đáng tiếc loại chiến kỹ này thường thường cấp bậc không cao. Lúc này ở trong Thanh Vân Tông đã dựng lên một hình đài cao trăm trượng. Trên hình đài dựng một cây cột to lớn, trên khóa sắt quấn một ông lão râu đen. Trên người hắn máu me đầm đìa, đã đầy vết kiếm, mà trên vết kiếm lại cháy khét. Niêm phong lại vết thương trên đỉnh đầu hắn có 8 lá cờ bồng bềnh tụ tập mây khói, mà ở trước mặt thì là trăm thanh cổ kiếm thanh thanh dính máu. Dưới hình đài đứng một hàng tu sĩ, trong đó có đan sư, cũng có dược sư tinh thông y thuật, còn có tu sĩ trường ngự lôi pháp. Đám người này là người hành hình được Hoàng Phủ Gia tỉ mỉ tuyển chọn. Mà ở Thanh Vân Tông nguyên bản có 7 ngọn núi, sau khi Tiểu Nhục Hòa Thượng gánh sơn rời đi thì chỉ còn có 5 ngọn. Bây giờ ở chỗ cao nhất của 5 ngọn núi lại phân biệt ngồi xếp bằng một tu sĩ. 5 người này ngồi trên chủ phong chính là tu sĩ kim đan cảnh của Hoàng Phủ Gia. 4 ngọn núi khác phân biệt ngồi cao thủ Cửu Khúc Bộ, Linh Vân Bộ, Đáng U Bộ, Hắc Triều Bộ, đều là kim đan cảnh. 5 người này phụ trách tọa trấn nơi đây, chuyên chờ Phương Hành tới. Bọn họ ẩn nấp thân hình để cho người khó có thể phát hiện, nhưng thần thức lại không ngừng bao phủ phạm vi trăm dặm. Ở dưới cục diện như thế, chỉ cần Phương Hành dám lên, bọn họ có thể lập tức khống chế cục diện. Vì một người Phương Hành liền điều động 5 kim đan cảnh, lửa giận của Hoàng Phủ Gia cũng có thể thấy được chút ít. Thanh Vân Tông đã biến thành một cái hũ lớn, chỉ chờ Phương Hành động thủ là có thể vào cục. Mà ở trong cái hũ, Thiết Như Cuồng đã thê thảm đến không còn nhân hình. Đã đến giờ hành hình. Theo người hành hình quát to một tiếng, dưới đài 5 tu sĩ hành hình đi lên trên đài. Người dẫn đầu chính là dược sư do Hoàng Phủ Gia phái tới. Thần thức quét qua, kiểm tra tình trạng cơ thể của Thiết Như Quần, sau đó nặn ra hàm dưới, nhét vào miệng một viên linh đan bổ sung linh lực, trợ giúp đối phương luyện hóa. Như thế mới có thể bảo toàn Thiết Như Quần bị tra tấn và không chết. Loại hình phạt tàn nhẫn này, một ngày đã không chịu nổi thì làm sao bảo đảm người bị tra tấn chịu đựng qua 3 tháng. Phải có dược sư ở chỗ này nhìn chằm chằm, trách nhiệm của hắn chính là kéo dài tính mạng của người bị tra tấn. Hoàng Phủ Gia, lão phu cả đời không thích phân tranh, các ngươi lại bắt đạt ta. Thiết Như Cuồng bị áp ăn linh đan, hơi có một tia sinh khí, mở hai mắt ra, ánh mắt đỏ như máu, thấp giọng giống to. Dược sư kia nghe vậy cười lạnh nói: muốn trách thì trách ngươi từng dạy dỗ một đồ nhi tốt, vì ép hắn đi ra cũng chỉ đành oan ức ngươi. Ngươi yên tâm đi, thời điểm hắn hiện thân, ta sẽ cho ngươi chết thoải mái. Thiết Như Cuồng phẫn nộ hét lớn: Hắn đã bị Thanh Vân Tông chúng ta trục xuất sư môn thì có quan hệ gì với ta? Các ngươi là muốn dùng lão phu ép hắn đi ra, cái kia chỉ là uổng phí. Hoàng Phủ Gia uổng xưng ân hoàng, nhưng ngay cả một tiểu tử cũng không đối phó được, trái lại sử dụng độc kế này, không cảm thấy xấu hổ sao? Dược sư của Hoàng Phủ Gia cười nói: việc trục xuất sư môn đúng là sự thực, bất quá nếu nói các ngươi hoàn toàn không có tình nghĩa thầy trò vậy thì không chắc. Tối thiểu lúc trước tiểu tử kia đổ 3 cốc, cướp sạch 3 cốc lại không động tới đoán chân cốc là sự thực. Mà khi đó người che chở hắn như vậy, tiểu tử này phàm là có chút lương tâm thì sẽ không trơ mắt nhìn ngươi bị dằn vặt 3 tháng chứ. Nói tới chỗ này, hắn hơi dừng lại một chút, âm hiểm cười nói: huống hồ
Coi như tiểu tử kia có xuất hiện thì đã làm sao? Người bất quá là một trúc cơ cảnh, hoàng phủ ra thật thích giết không được sao? Hai mắt Thiết Như Quần sung huyết, như là muốn điên cuồng. Dược sư của hoàng phủ ra này nói mới là cách chân chính của bọn họ. Coi như không dẫn Phương Hành ra thì đã làm sao? Dù sao hắn chỉ là một trúc cơ cảnh, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Ở trong mắt của hoàng phủ ra giống như là run rế, không đáng nhắc tới. Đối với người như hắn, giết thì giết, có thể dẫn ra Phương Hành cố nhiên là tốt, dẫn không ra cũng không sao hết. Nhìn thấy Thiết Như Quần phẫn nộ, dược sư kia cảm thấy thú vị, phất tay cười nói: hành hình. Oanh một tiếng, trên bầu trời tám trận kỳ xoay tròn đưa tới mây đen vô tận. Một lát sau, trong mây đen có ánh chớp lớn bằng cánh tay hạ xuống. Khách Đạt Lạt bò vào đồng trụ, lôi cực như là ngân xà quấn quýt đến đồng trụ khắp nơi, sau đó tiến vào trong cơ thể của Thiết Như Quần. Trong tiếng nổ vang, Thiết Như Quần không có kêu thảm thiết mà là điên cuồng hô to: hoàng phủ ra, các người dám khinh biệt ta như thế! Oanh một tiếng, sau khi tia chớp thứ nhất hạ xuống, theo sát chính là đạo thứ hai đánh vào trên cây cột. Âm thanh của Thiết Như Quần tựa hồ còn vang hơn tiếng sấm. Lão phủ bất quá là dạy một đệ tử mà thôi, truyền thừa giáo hóa, Thiết Như Quần ta không thẹn thiên địa. Các người áp đặt tội danh làm nhục cho ta, không sợ trời phạt sao? Còn có khí lực kêu to, có vẻ hình phạt vẫn còn nhẹ đấy. Dược sư kia cười gần: tăng lớn một chút, có ta nhìn không chết được. Oanh một tiếng, đạo lôi điện thứ ba to hơn mấy lần trước đánh xuống. Thiết Như Quần lại bong bong thiết cột, cũng khó nhận được nỗi đau xé rách thần hồn kia, kêu rên lên. Dược sư quang phủ ra cười gần: trời phạt. Nếu nói nằm chiêm bộ châu quất trời, như vậy chính là hoàng phủ ra ta. Muốn dùng loại thủ đoạn xấu xa này bức tiểu hỗn đản kia ra, các người có nằm mơ. Các người làm như vậy chỉ chọc thức hắn mà thôi. Thiết Như Quần quát: hắn là người được Bạch Sư Thúc lựa chọn, sao có thể dễ dàng bị các người bắt được chứ? Trước đây lão phù không biết vì sao Bạch Sư Thúc tuyển chọn hắn, nhưng bây giờ lão phù đã biết. Các người càng tàn nhẫn với ta, nói rõ tiềm lực quán càng lớn. Các người đã vạm về sai lầm rồi. Các người cho rằng hắn lào chọc giận hoàng phủ ra, trên thực tế vẫn luôn được hoàng phủ ra các người chọc giận hắn. Hôm nay các người giết ta, tiểu tử kia trưởng thành tất nhiên sẽ diệt sạch hoàng phủ ra các ngươi. Thanh âm cuồng loạn từ trên hình đài truyền xuống, lan xa khắp nơi. Thiết Như Quần ở trong thống khổ dày vò, cũng không có quá tin tưởng Phương Hành có năng lực diệt cả hoàng phủ ra. Nhưng hắn nhất định phải ở trong tuyệt cảnh cho mình một tia hy vọng. Bởi vì hắn đặt hy vọng này lên người của tiểu tử mang đến cho mình đại họa kia. Tiểu tử kia là người được Bạch Sư Thúc lai lịch bí ẩn lựa chọn, tất nhiên là có chỗ tốt hơn người của hắn. Ngay cả người hoàng phủ ra cũng không làm gì được hắn, thì càng chứng minh bản lĩnh của tiểu tử kia. Đã có bản lĩnh thì không nên xuất hiện ở đây, nên trốn đi, chờ con kiến nhỏ lớn thành hung thú ăn thịt người rồi lại về báo thù cho mình. Sư tôn. Trong sơn cốc, các đệ tử Đoán Chân Cốc quỳ xuống kêu khóc không ngớt. Chỉ là tu vi bọn họ chỉ là linh động cảnh, thậm chí ngay cả tiếng khóc cũng không dám quá lớn, càng không cần phải nói là thiết cứu Thiết Như Quần. Mà ở xung quanh hình đài lại có vô số tu sĩ, tả một đống, hữu một đống, yên tĩnh nhìn Thiết Như Quần bị tra tấn trên hình đài. Sau khi tin tức Thiết Như Quần bị tra tấn truyền ra, Thanh Vân Tông liền triệt đề mở hộ sơn đại trận, mặc bỏ mặc các tu sĩ đi vào quan sát. Một vì kinh sợ các tu sĩ, để bọn họ biết kết cục đối nghịch với hoàng phủ ra, mượn miệng bọn họ truyền tin tức ra ngoài. Hai là cố ý cho tiểu tử không biết trốn đến nơi nào kia một cơ hội tiến vào. Hoàng phủ ra tin tưởng chỉ cần tiểu tử kia nhìn thấy Thiết Như Quần bị tra tấn thì nhất định sẽ không nhịn được mà chủ động hiện thân. Dù sao hoàng phủ ra gốc gác thâm hậu, không biết nuôi bao nhiêu mưu sĩ, sớm đã có người phân tích qua tính cách của tiểu ma đầu Phương Hành. Bọn họ thậm chí đã xác định trên thực tế Phương Hành chính là đệ tử Đại Tuyết Sơn Phương Tiểu Kiều, chỉ là bị vướng bởi Linh Sơn Tự tham dự, làm cho hoàng phủ gia nhất định phải tiếp thu sự thực này mà thôi. Mà Phương Tiểu Kiều chính là Phương Hành, có thể từ cách làm của bọn hắn nhìn ra một chút manh mối. Mưu sĩ của hoàng phủ gia cho rằng Phương Tiểu Kiều cố ý chặt đứt liên hệ với Đại Tuyết Sơn, trên thực tế chính là vì không muốn Đại Tuyết Sơn bị liên lụy. Có thể thấy được tiểu ma đầu này cũng không phải là hạng người vô tình vô nghĩa.
đã không phải vô tình vô nghĩa. Như vậy sẽ có nhược điểm, nhắm vào nhược điểm ra tay là được. Bọn họ đã phán định, nếu Phương Tiểu Kiều nhìn thấy Thiết Như Cuồng bị tra tấn, có ít nhất 7 thành sẽ hiện thân. Bọn họ cố tình định hình kỳ là 3 tháng, cũng chính là vì mục đích này. 3 tháng đối với Thiết Như Cuồng mà nói là cố nhiên một loại giày vò, nhưng đối với tiểu ma đầu trốn trong bóng tối kia cũng chính là một loại giày vò. Ở trên một ngọn núi dưới cổ tùng, hai người đang đánh cờ. Một người mặc áo bào đỏ chính là Thanh Điều trưởng lão, người còn lại mặc áo tang, sắc mặt thâm trầm, chính là Tiếu Sơn Hà. Trên hình đài, tiếng rỗng giận dữ của Thiết Như Cuồng không ngừng truyền tới. Hai người bọn họ lại không hề cảm xúc, luân phiên hạ cờ, chỉ là nhìn quân cờ rải rác rơi vào trong bàn, cho thấy trong lòng bọn họ đã không hề bình tĩnh như vậy. Thanh Điều sư muội, nước cờ này ngươi lại sai rồi. Tiếu Sơn Hà ăn mấy quân trắng của Thanh Điều trưởng lão, không chút biến sắc nói. Thanh Điều trưởng lão thở dài, không có đánh tiếp, thẳng thắn hỏi: tiểu tử kia cũng sẽ xuất hiện hay không? Sẽ. Tiếu Sơn Hà nhàn nhạt mở miệng, nhìn lướt qua các tu sĩ đến quan sát. Nói không chừng hắn đã đến rồi. Thanh Điều trưởng lão cho mày, tùy tiện hạ xuống một quân cờ, nhẹ nhàng mở miệng: Thiết Như Cuồng dù sao cũng là đồng môn của chúng ta. Tiếu Sơn Hà cười gằn: tình đồng môn trọng yếu hay là cơ duyên tu hành trọng yếu? Đùng một tiếng, lại hạ xuống một quân cờ nói: huống hồ coi như tiểu tử này không xuất hiện, chúng ta cũng bởi vì cho hoàng phủ ra một kiến nghị mà thu được không ít ban thưởng, bước vào kim đan đại đạo cũng đã đầy đủ tự tin. Đến thời điểm ấy, chỉ cần chúng ta kết thành kim đan, tiểu tử kia có thể làm gì được chúng ta? Bất kể như thế nào, chúng ta cũng thắng rồi. Thanh Điều trưởng lão nghe xong lời này liền không lên tiếng nữa, trong mắt đứt qua một tia lệ sắc. Dù sao cũng đã làm, trong lòng nàng thầm nghĩ. Muốn đi vào không? Lúc này dưới chân núi Thành Vân Tông, trong một tiệm trà, Kim Ô biến thân trở thành một con quạ đen, ngồi trên bả vai của Phương Hành thấp giọng hỏi. Lúc này Phương Hành thì thay đổi hình mạo, dùng thuật dịch dung ở trong chốn giang hồ hóa trang thành một trung niên bán hán tử, đồng thời cũng bị ẩn nấp khí tức của mình. Như vậy chỉ cần không tới quá gần thì ngay cả kim đan cảnh cũng khó có thể tìm ra hắn. Vị trí của bọn họ vừa vặn có thể nhìn thấy mây đen trên đỉnh núi Thanh Vân Tông. Mỗi khi có một tia chớp hạ xuống, Kim Ô đều cảm thấy được thân thể của Phương Hành căng thẳng một lần. Tuy trên mặt hắn không có vẻ gì, nhưng Kim Ô đã cảm giác được hắn rất tức giận. Bọn họ đến nơi này đã 3 ngày, Phương Hành vẫn luôn nhẫn nhịn không ra tay. Từ vừa tới đây, Phương Hành đã nhìn thấu xung quanh như là phân tán, nhưng kỳ thực tấp đập rất nhiều đại trận và tu sĩ ngụy trang. Hắn đã phán đoán qua, bất luận mình dùng phương pháp gì, muốn cứu Thiết Như Cuồng khả năng thành công luôn dưới 1 thành. Vì lẽ đó, quãng thời gian này hắn vẫn luôn không đi, mà nôn nóng đi dạo ở xung quanh. Ở Kim Ô xem ra, bọn họ hoặc là ra tay, hoặc là nên rời đi. Trạng thái này của Phương Hành làm nó rất lo lắng. Chỉ có một điều, nó lý giải tâm tư của Phương Hành lúc này, bởi vậy một mực chờ đợi. Ở vị trí cách Phương Hành và Kim Ô không xa, có một lão già áo bào tro, ánh mắt hững hờ nhìn bọn họ. Lão già này nhìn rất bình thường, khí tức trên người hầu như là không có cảm giác được. Hắn nhìn Phương Hành và Kim Ô thời gian rất lâu, hơn nữa vẫn đi theo bọn họ không xa. Nhưng lấy tính cảnh giác của Phương Hành và Kim Ô, vậy mà lại không biết gì cả, không biết là có người đang theo dõi. Mình xin phép nghỉ tập này đây nhé. Cũng đã muộn rồi và chúc mọi người ngủ ngon. Bạn nào mà chưa nghe thì sáng dậy chúng ta nghe. Xin chào mọi người nhé. Tập sau rất là hay nên rất hy vọng mọi người đừng đọc trước chuyện, nghe sẽ cảm xúc hơn. Xin chào.